Các bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Star Hàn. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin đáng chú ý có trong ngày. K-pop đang chứng kiến sự bùng nổ của các thần tượng thế hệ thứ tư, nhất là các nữ idol vừa xinh đẹp vừa tài năng. Mới đây thì một tờ báo điện tử đã bình chọn tứ đại mỹ nhân đại diện cho nhan sắc Gen 4, tuy nhiên thì danh sách này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Thứ nhất, Chang Won-young của IVE. Từ khi tham gia chương trình Sống Còn Pori 48 và ra mắt cùng IZONE, Won-young đã gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nổi trội, đặc biệt thì cô nàng còn sở hữu đôi chân dài đến 1m1 và dự đoán sẽ còn tăng hơn nữa do nữ thần tượng đang trong độ tuổi trưởng thành. Khi tái debut cùng IVE, Won-young tiếp tục khiến dân tình suýt xoa bởi đường nét gương mặt ngay càng hoàn mỹ, tôn lên khí chất kiêu kỳ, ngọt ngào và sang chảnh. Chính vì thế, Won-young được mệnh danh là nữ thần nhan sắc thế hệ mới của K-pop, được nhiều nhãn hàng tin chọn làm đại sứ nàng thơ của thương hiệu. Thứ hai, Sanyeon của NMIX. Cũng nhận được nhiều lời khen ngợi kể từ khi ra mắt, nữ thần tượng sở hữu đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt nhỏ và làn da trắng như tuyết. Sanyeon được cho là sự kết hợp hoàn hảo của visual nhà JYP khi có cả sự xinh đẹp từ Chewy của Twice và Suzy của Miss A. Vừa ra mắt nhưng đã được chú ý nhờ nhan sắc, chính vì vậy người hâm mộ tin rằng nữ thần tượng sẽ bùng nổ trong tương lai. Thứ ba, Yuna của ITZY. Tứ đại mỹ nhân Gen 4 còn gọi tên một nữ thần tượng khác đến từ nhà JYP, chính là Yuna của ITZY. Ngay từ khi ra mắt, Yuna vốn không được đánh giá cao về nhan sắc. Tuy nhiên thì thời gian và sự nỗ lực của nữ thần tượng đã trả lời cho tất cả. Yuna sở hữu gương mặt nhỏ, nụ cười tươi hút ánh nhìn và đôi mắt to tròn. Ngoài ra cô nàng còn được mệnh danh là Thánh Body vì sở hữu vóc dáng cực chuẩn. Tuy nhiên thời gian gần đây Yuna khiến người hâm mộ lo lắng khi khá gầy gò, vác xương sườn lên sân khấu. Thứ tư, Winter của aespa. Winter là cái tên cuối cùng chốt sổ tứ đại mỹ nhân của Gen 4. Tuy nhiên, cô nàng lại gây nhiều tranh cãi khi có nhan sắc đại trà giống với nhiều thần tượng như Taehyun của SNSD, Jennie của ENHYPEN hay là Minhwin của NewEast. Các nữ thần tượng góp mặt trong danh sách tứ đại mỹ nhân đều rất xinh đẹp, sở hữu độ nổi tiếng đỉnh cao. Tuy nhiên, thì Yuna và Winter lại gây nhiều tranh cãi. Chúng mình là Tốt Sơ Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!